Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game Anime Fighter Simulator nha. Hiện tại như tựa đề thì chắc anh em cũng biết rồi, đó chính là mình đã mở ra được nhân vật thần thánh mới nhất ở cái khu vực này, đó chính là cái con Gozo. Để bây giờ vào rương cho anh em xem nè. Ở đây mình có đủ hai dạng luôn, dạng thường với lại cái dạng shiny. Ngoài ra thì còn có thêm 3 nhân vật thần thánh ở cái map dưới nữa. Chắc là mình sẽ dùng 3 con đó nâng lên 2 bát, nhưng để từ từ đi. Bây giờ sử dụng cho anh em xem hai cái con Gozo trước. Mình thấy cái dạng shiny của cái con nhân vật Gozo này không đẹp lắm nha. Kiểu như nhìn nó không có ngầu quá anh em. Nhìn cái dạng thường nó ngầu hơn. Nhưng mà được cái là cái dạng shiny nó có aura màu xanh xanh. Đó anh em thấy chiêu chưa? Nó tạo ra một cái vụ nổ màu đỏ thôi. Nhìn thì nói chung cũng không có thích lắm. Đó là cái cảm nhận cá nhân của mình thôi. Có thể là nhiều bạn sẽ thấy nó đẹp và chiêu nó khủng. Nhưng mình thì không thấy như thế nha anh em. Từ từ, để mình trang bị hai con nhân vật này thôi, cho anh em dễ nhìn. Chứ hồi nãy là có trang bị thêm mấy cái con thần thánh ở map dưới nữa, nên nó xài chiêu tùm lum tùm lưa. Đấy, chỉ có vậy. Bây giờ chắc là mình sẽ cho anh em xem đam của nhân vật thần thánh map mới nha. Chắc chắn là nó sẽ rất rất là ghê rồi, không có cái vụ là yếu đâu. Nó nằm trong cái phần nhân vật thần thánh chứ, mình kiếm ở ngoài. Đây nè, con Gozo đâu ta. 460 là 45 y đam nha. Và tất nhiên nó sẽ cao hơn cái con nhân vật thần thánh ở cái map dưới rồi. Đó là cái chuyện hiển nhiên. Nói chung là cái con Gozo hiện tại là nhân vật mạnh nhất trong cái game này. Mình phải kiếm đủ 3 con Gozo. Mình nâng lên 2 bát còn khủng dữ nữa nè mà. Nhưng mà ở đây mình có 2 con à, nên là cái vụ nâng lên 2 bát để từ từ đi. Mình sẽ dùng một con làm cái avatar, để coi là nó có tăng điểm gì hay không. Cái này cũng rất rất là quan trọng nha anh em. Thường nó sẽ boost cái điểm rất đồ, boost điểm may mắn đồ cái kiểu. Nhưng mà cũng tùy vào nhân vật. Mình không biết là cái con Gozo này tăng gì. Bây giờ nâng lên sẽ biết. Đó, vậy là bây giờ mình có thể biến thành Gozo rồi nha anh em. Vào cái hình ngôi sao nè. Nó tăng cái điểm rất đồ lại điểm đa mà. Wow, được đấy. Để mình tăng cấp nha. Tăng cho mát luôn. Cấp 10 là sẽ nhân 4.1 rớt đồ và nhân 3.3 đam. Nếu mà anh em đi ải muốn rớt đồ nhiều thì trang bị Gozo nè. Còn về cái phần tăng đam á, 3.3 thì cũng nhiều, nhưng mà nó sẽ không bằng cái con nhân vật thần thánh ở cái map Dragon Ball. Anh em thấy không? Tới 4.5 lận. Nhưng mà cũng tùy theo anh em muốn sử dụng con nào thôi. Mình thì thấy khá là thích con Gozo nha, vì nó vừa rớt đồ vừa tăng đam luôn. Mình đi dungeon thì rất rất là ngon. Nhưng mà trong dungeon thì quái nó cũng đâu có mạnh lắm đâu anh em, nên là đam nó cũng không cần thiết lắm. Rồi, bây giờ chắc là mình sẽ bỏ 3 cái con thần thánh này vào máy nâng lên 2 bát nha. Hiện tại là mình đang nâng lên 2 bát cho mấy cái con nhân vật bí ẩn á. Mà mấy con này cùi lắm, nâng chơi thôi, bây giờ bỏ cũng được. Chủ yếu là nâng mấy con thần thánh để sử dụng nè. Mà quên, hình như là cần phải nâng lên shiny mới bỏ vào máy nâng cấp được phải không? Anh em đợi tí nha. Để mình qua cái khu Hunter X mình nâng cho 3 con lên shiny một cái. Quên mất nữa chứ. Tự nhiên chạy qua nhét vào máy như đúng rồi. Bỏ vào nha. Cái này là 100% không thể rớt rồi. Bình thường là mình sẽ bỏ khoảng tầm 60 trái cây thần thánh thôi. Nhưng mà nói thiệt với anh em, trái cây thần thánh mình nhiều quá, nên là thôi bỏ 99 trái. Chơi sang luôn. Tại vì đi dungeon nó cho nhiều lắm đó nha mọi. Không xài để full rương nó cũng vậy. Lâu thế. Cái con nhân vật thần thánh này cũng mạnh dữ lắm nha anh em. Chỉ thua Gozo thôi. Mình có vài con mà nó sở hữu hai bát luôn nha. Nhưng xui ở chỗ là quay không trúng bát đen, nên là đam nó không có to lắm. Kiểu là như thế. Rồi, bây giờ qua nhét vào cái máy nâng lên hai bát thôi. Thời gian chờ đợi là 10 ngày. Nhưng nếu mình vào cái phòng tập thời gian á, mình đứng thì nó sẽ nhanh hơn. Với lại là game đang ít 5 ít 6 thời gian nữa kìa.
mình có một cái đội hình giảm thời gian đó nha. Kiểu như là nó sẽ có cái bát đen mà cái hình đồng hồ cát anh em, nó sẽ giảm cái thời gian xuống, giúp mình lấy cái con nhân vật này ra nhanh hơn. Kiểu là như thế. Bây giờ qua cái khu vực vực thẳm nha. Cái khu 36 nè. Để mình quay cho cái con Gozo Shiny một cái bát thật là xịn sử dụng. Máy này á, thì quay tỷ lệ ra bát xịn nó sẽ cao hơn. Nhưng đổi lại á, thì nó sẽ tốn rất là nhiều nguyên liệu luôn. Anh em thấy không? Một lần quay 100 cục đá. Nhưng mà mình sẽ không có dùng đá nha. Mình sẽ dùng token. Ở đây mình đang có 952 lần quay nè. Không tin là không trúng được cái nào xịn. Nếu mà hên hên thì trúng giùm mình cái bát đen đi. Trúng cái monster cũng được. Trời ơi, mình rất là thích cái bát monster nha nè. Tại vì cái aura nó đẹp nè. Và đam nó tăng cũng to nữa. Nhưng mà thường rất là khó để quay ra. Ok, hiện tại là mình được một cái bát cũng ngon ngon nha em. Bát này thì nó sẽ giúp cho nhân vật mình di chuyển nhanh nè, tăng đam cũng nhiều. Nhưng chỉ có điều là nó không ngon bằng mấy cái bát đen thôi. Kệ, xài đỡ cũng được anh em ạ. Wow, mắt của Gozo có phát sáng kìa anh em. Ban đầu không hiểu sao mình thấy nó xấu xấu. Bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy nó cũng ngầu phết đó chứ. Đâu tới nỗi nào. Ờ mà thôi, để mình đem nó bỏ vào máy nâng cấp nha. Đi qua khu vực phòng tập thời gian. Bên đó mình cũng đang nâng cấp cho một số nhân vật. Mà mình nghĩ nó đã full cấp hết trơn rồi á. Anh em thấy không? Bây giờ lấy ra và bỏ Gozo vào thôi. Để cho nó lên 460. Lấy cái con râu trắng này ra nè. Trời, 470 luôn anh em thấy ghê không? Do là con đó nó có hai bát. Và nó có một cái bát đen tăng 10 cấp anh em. Nên là anh em mới thấy nó là 470. Chứ bình thường là úp này á, 460 là maximum rồi. Kiểu là như thế. Lấy cái con Daiso ra luôn nha. Đam của mấy con này bây giờ cũng to dữ lắm rồi đó. Không hề ít đâu. Sẵn tiện để mình kiếm coi trong rương có nhân vật nào chưa nâng hay không, bỏ vào luôn. Con này 470, hai bát đen mà có 180 y à. Do nó là nhân vật bí ẩn Shiny anh em, nên nó yếu hơn mấy cái con thần thánh nhiều. Rồi ok, qua cái máy tiếp theo. 450 nè anh em. Nâng lên hết. Ôi còn nhiều nhân vật 450 thế. Cái máy cuối cùng. Bỏ con này vào luôn đi ha. Chứ tại vì còn có mình nó là hai bát thôi. Hiện tại thì chỉ có 21 y đam. Mình nghĩ nâng lên 460 thì nó lên được khoảng tầm 5 mấy y. Có thể hơn. Nâng để dự phòng anh em mà, chứ thực sự là mình cũng không xài tới mấy cái con nhân vật này. Kiểu như dự phòng ở những cái trường hợp là mình nâng cấp cho mấy cái con nhân vật mạnh á, trong úp mới á, mình không có nhân vật xài, mình xài mấy cái con đó đỡ cũng được. Bởi như thế mà mới nói là mấy nhân vật dự phòng á. Cái đội hình này của mình cũng mạnh dữ lắm rồi nha. Để đi thử một cái ải coi được bao nhiêu tiền. Còn đây là cái con Daiso 2 Bat Monster đang nhân bản nè. Có nhiều bạn sao cứ hỏi mình hoài cái máy nhân bản mất, tại sao mình còn nhân bản được. Mình xin nhắc lại nha. Do là cái con nhân vật đó mình nhân bản ở cái lúc nó còn sự kiện mùa hè. Đấy, nó còn cái máy nhân bản anh em ạ. Do là cái thời gian nhân bản lâu quá, chứ tới thời điểm bây giờ nó vẫn chưa xong nên là nó vẫn còn ở đó. Nếu mà tính ra cũng hên, mình kịp nhân bản một con Daiso 2 Bat Monster nữa. Khi mà xong thì tổng cộng mình có tới 4 con anh em ạ. Quá ngon. Hiện tại là mình đang ở trong cái phần đi ải nha. Và cái ải này rất rất là khó nè. Nếu mà anh em đủ sức mạnh, chinh phục tầng thứ 40-50 gì đó, hình như là được trang bị thêm một nhân vật nữa nè. Nhưng mà nhìn vậy chứ khó ăn lắm nha. Với cái sức mạnh hiện tại của mình đi solo cao nhất chắc là được tới ải 30 là hết. Chắc là anh em đợi tí ha. Khi nào mà gần xong thì mình sẽ quay clip cho anh em xem tiếp. Chủ yếu là coi cái số tiền mình đi được bao nhiêu, với lại coi mình đi được tới tầng bao nhiêu thôi. Chứ chờ mình đi từ 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 như này sẽ rất rất là lâu luôn á. Đi được tới tầng thứ 29. Và con boss râu trắng 9W máu anh em ạ. Châu kinh khủng. Chưa đi được tới ải thứ 30 luôn á. Cái này chắc là phải rủ thêm mấy cái bạn mạnh mạnh đi cùng thì mặt may mới tới được ải thứ 40-50. Chứ còn đi solo thì chịu rồi anh em ạ.
Muốn solo chắc phải đợi thêm vài up mình nâng cấp nhân vật mạnh lên á thì đi mới nổi. Tổng cộng là được 176W tiền nữa anh em. Tính ra cũng nhiều nha, không hề ít đâu. Nhiều đó tiền anh em mở nhân vật tới mùa quýt chưa hết nữa. Nhìn vậy nhiều lắm. Thôi, tập này chủ yếu là vào cho anh em xem nhân vật thần thánh mà mình mở ra được. Đó chính là cái con Gozo. Nói chung là chỉ có hai con thôi à. Mình lấy một con làm avatar và một con nâng cấp lên sử dụng. Bao giờ mở được nhiều hơn nữa thì mình mới nâng lên hai bát anh em ạ. Là vậy. Nếu mà có nữa thì quay clip cho anh em xem ha. Còn bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Bye anh em.